Dương đang có mặt ở trên đường Điện Biên Phủ, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Và đây là một cái con đường mới, gồm có 3 làn đường xe chạy một bên, tức là tổng cộng là có 6 làn. Và vỉa hè của nó cũng rất là rộng luôn. Đèn đường thì họ bố trí ở giữa, gồm có 2 tầm đèn, một cái tầm cao và một tầm thấp. Và họ trang trí cách điệu nhìn rất đẹp. Hai bên thì cũng là hai hàng cây họ đang trồng, mà ở đây cũng có thể gọi là đại lộ Điện Biên Phủ cũng được, nếu mà theo những cái cách, cái tiêu chí phân loại của người Pháp, đó là nếu như đại lộ thì nó phải có ít nhất là 2 làn xe chạy ngược chiều nhau, và mỗi một làn thì có chiều rộng là khoảng 20 mét. Thì 3 cái làn này Tuấn Thương nghĩ rằng cả cái diện tích, cả cái chiều ngang của con đường này thì chắc nó cũng cỡ khoảng 60 mét rồi. Đến không anh? Hay là 40 mét? Cái này cỡ 3. Cả hai bên? Hai bên là khoảng 30-40 mét. Cả hai bên chắc cũng cỡ khoảng 40 mét. Và cái vỉa hè thì cũng khoảng cỡ 4 mét. Thì đúng theo những cái tiêu chuẩn mà người Pháp họ đã thiết kế. Ở Sài Gòn thì đại lộ thì không có nhiều, ví như đại lộ của Hàm Nghi, đại lộ lên, đại lộ Trần Hưng Đạo hay là đại lộ Lê Duẩn bây giờ. Đó, đây là một cái con đường phải nói là sáng, từ sáng đến giờ đi thì cái khúc này là phải nói là đẹp nhất, cái khúc cơm gọi là ngon cơm nhất thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Còn đường mang tên là đường Điện Biên Phủ. Bên tay phải của mình, theo hướng mình đang đi, có một cái tòa kia cũng là tòa Thánh Thất mà cũng không biết nó tên là gì, thì đi ngang chúng ta sẽ nhòm ấy. Đây là tòa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ninh Hòa. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ninh Hòa. Bây giờ bên tay trái kia lại cũng có một cái tòa nữa các bạn. Đây thì rất đẹp, đây là một con đường mới làm xong. Nhà đẹp quá vậy. Những cái căn biệt thự. Đây lại một cái tòa thánh nữa, và ở đây thì có cái đặc sản là các cái món ăn chay. Đây là đền thờ Phật mẫu. Đền thờ Phật mẫu. Đường này làm đẹp quá anh nhỉ. Đẹp. Vâng. Đây chúng ta ngồi uống cà phê hay là quán quán nhậu, nhảy red top ốc vỉa hè mà buổi tối buổi đêm ngồi đây thì thôi rồi, đẹp tê tái còn cả mái luôn đó các bạn. Đang trên đường đi đến tòa Thánh Thất Tây Ninh. Và ở đây thì Tuấn Dương thấy cái đường quán ăn chay rất là nhiều. Và rất là nhiều quán ăn chay. Và đồ chay ở Tây Ninh cũng rất ngon phải không anh? Ngon. Kia tòa Thánh Thất kia đúng không? Đúng. Trước rồi, mặt chúng ta này, đó là tòa Thánh Thất Tây Ninh, cái con đường Điện Biên Phủ dẫn vô. Chay trong hai bên chay. Hai bên là rất là nhiều các cái quán ăn chay, vì đây họ cái dân họ theo đạo của Cao Đài. Đây tòa Thánh Thất Tây Ninh đang trước mặt chúng ta đây đó. Rồi đây có phải mua vé hay gì không anh? Không, không có vé. Wow. Vậy là xe có vào được không? Được. Xe đi lọt luôn. Wow. Đây các bạn nhìn. Đẹp
quả. Quy định vô ra đàng hoàng à, đại cửa bảo, số 11 tăng phi phù hộ. Đây là cửa số 11 nội ô, ta sẽ đi rồi nhé. Tuyệt vời, sạch sẽ lắm. Nhà các cửa số 11 các bạn nhìn này, và thành thất. Đây là tòa chánh ở đây. Tòa chánh ở đây. Đẹp quá ta. Kia là cái gì, rồng phượng. Cái đó là cổng chính. Cổng chính nhìn thẳng à. Đây là có một cái quảng trường. Đây, chúng ta sẽ quay góc bên này cho nó. Chạy vòng quanh kia và vâng. Đi vô đây. Vâng. Đây biết. Là tòa, cái cổng chính à, đây là tòa khán Tây khán đài. À. Khỉ quá trời. Ồ, có khỉ luôn à? À, khỉ ngồi. À, khỉ ở trong này nó chạy ra. Ờ, à, trong rừng, trong cái cây này ta nuôi á. Ờ. Đây là như cái công viên thu nhỏ mà bà con chiều ta vô ta chơi. Vâng. Ồ, đây. Các bạn nhìn này kia kìa, những các cái... Đây cái cổng này, quay cái cổng này. Vâng. Cổng chính á. Đây là đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Đây ngược sáng này các bạn. Không thấy gì luôn. Cái này nó đẹp ghê cả. Đó, mọi người họ tới họ chơi. Ồ, khỉ nó đi qua đường kìa. Ồ. Đây những cái khỉ kìa. To ha. Vâng, con khỉ to quá, con khỉ này cũng bính cho chúng ta đấy. Đó, khỉ. Chú khỉ cho các bạn. Đây, chúng ta sẽ dừng đây xíu. Ở đây có chỗ nào uống nước không bác nhỉ? Ở đây chắc không có. Thôi mình xuống xe mình đi dạo. Vâng, xuống xe thì dạo chút ạ. Rừng đang có mặt hoa, hai con khỉ nó chuyển cảnh này các bạn. Đó, đây đang là tòa thánh thất Tây Ninh. Đây là có một cái con rồng, một cái mũi tên. Đây, ta đi tiếp nhé. Rồi xem cái tòa thánh. Đây, chúng ta sẽ băng qua đường. Kia như là con nghê đúng không anh nhỉ? Bốn con nghê. Đây như con nghê rồi. Lại có cái dáng rất là đẹp. Nghê này. Trên này là con rồng à. Con rồng trên cái nền trời xanh. Đây là đồ chánh cái tòa thánh thất để các em bé ngồi chơi này.
này cho dâu không? Cho dâu lắm. Vâng, đây chúng ta sẽ đi dâu á. Dạ dạ. Đó, đây là tòa thánh thất. Giờ chúng ta sẽ đi dâu trong á. Đây, rất là nhiều các cái du khách thì họ dừng ở đây để họ vào tự sướng để chụp hình. Nắng mặt trời nó chiếu rồi. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Cái này nhìn ở đây nó thoáng nhỉ. Có nguyên cả một cái quảng trường này. Vâng, sạch quá. Không, ở đây người ta không có bán hàng rong. Giày dép là để ngay đó, nam à. Đi bên đây, nữ đi bên kia. Ờ. Nó nghiêm túc lắm chứ không có ấy đâu. Không thấy bán hàng rong. Tại bữa nay mình được để xe đây chứ mọi khi là phải để xe trong kia. Dạ. Vâng. Rồi, đây bên ngoài quá đẹp. Đây cúc kia xa lắm, xa lắm. Cái đó là chỗ ngoài đó là cái gì nữa anh? Là thánh thất luôn. À. Đây chúng ta sẽ để xe ngoài đây á. À để dép ngoài đây. Nam phái. Rất là đẹp. Sao các bạn? Đây, chúng ta sẽ đi rồi. Hôm nay là ngày 21 tháng 13, ngày 21 tháng 10. Wow, quá đẹp luôn đó các bạn. Chào bác. Bác cái thánh thất này thì chừng nào thì mình làm lễ rồi bác? À, mỗi một ngày nó tứ thời nhật tụng. Tứ thời nhật tụng. À, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, 12 giờ đêm. Mỗi một ngày nó có tứ ngôi ngày, đêm nó có tứ thời nhật tụng. Tức là 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 6 giờ chiều, 6 giờ chiều và 12 giờ khuya. À, vậy là bọn con thì có thể đợi đến 6 giờ là có. Dạ dạ. Con cảm ơn. Cũng nói là cũng phải thường mỗi ngày nhưng mà mỗi một tháng nó có hai kỳ đàn là khác nữa. Dạ. Đó là lễ lớn hơn. Dạ. Cũng thời thường là nó cũng ít hơn. Dạ dạ. À, mỗi một tháng nó có hai kỳ đàn là ra mùng 1 và rằm. Dạ. Bác, tòa thánh thất này của mình xây dựng được lâu chưa bác? Đây là kêu tòa thánh Tây Ninh. Tòa thánh Tây Ninh. À, là gốc là Trung ương chứ không phải là thánh thất. Thánh thất là địa phương. Thánh thất là địa phương. À. Còn đây tòa thánh Trung ương của Tây Ninh. Của Tây Ninh. Vâng, thì tòa này của mình xây dựng được bao nhiêu năm rồi bác? Xây dựng đạo khai năm Bính Dần 1926, xây dựng mà lại khởi móng là 1931. Dạ. Nhưng mà đó, Tây Ninh đây khi xưa là rừng thiên nước độc, đất rộng người thưa thì nó cũng khó khăn, mà tới khởi móng là 31 nhưng mà tới 36 mới khởi là mạnh nhiều. Vâng. À, nhưng mà tới 47 mới hoàn thành. 40 năm 1947 là hoàn thành. Hoàn thành. Tại vì dạ. Tới năm 40 quân Pháp bắt ngài Tông Sư Hộ Pháp kia là ngài Dama Nikka hết 5 năm mấy tháng. Dạ. Là trở về năm đó, từ năm 40 tới năm 45. Dạ. Sau thả lại về còn những người ở lại đây thì làm cũng gần hoàn thành, còn 2 năm cuối nữa là ngày về làm hoàn thành thôi. Dạ. Còn xây dựng mà 96 hecta này xây dựng các dinh thự đường xá và dòng rào đó là 1954 mới xong. 96 hecta. 96 hecta. 1950 cuối năm 54 là xong, đầu 55 là khánh thành toàn bộ. Dạ. Là các dinh thự và đường xá. Dạ. Quá đẹp luôn kiến trúc. Đây đẹp quá. Đây kiến trúc đây mình xây dựng là theo kiến trúc ở đâu vậy?
đây là của cái này mạch Ngọc Kinh của Thượng Đế đem từ Thượng Giới xuống. À. Nói vậy trong sư hộ pháp kia là một thế giới tâm linh ở trên Thượng Đế dạy sao thì Ngài chỉ về thế giới tâm linh dựng lên, không có nhà kiến trúc sư, dạ. Không có bản vẽ của mạch thế nào. Dạ. Quá tuyệt vời công trình này. Lần đầu tiên con tới, con Sài Gòn xuống ạ, đi nghe con thấy mọi người giới thiệu và đi ngang đây thì con có dịp quay con ghi hình để chia sẻ cho bà con mình biết. Dạ. Đây cái này là bạch, chưa là bạch Ngọc Kinh của Thượng Giới. Đây là bạch Ngọc Kinh của Thượng Giới. Và đèn xuống cái này thế giới. À, chừng nào mình mới bật cái đèn này ạ? 5 giờ thì mới. Có 5 giờ rồi. Vâng, đó. Nếu bật lên thì sẽ lung linh thì wow, quá đẹp luôn. Đây lần đầu tiên con ở trên kia cũng đi nhà thờ Đức Bà rồi, nhà thờ lớn con cũng đi rồi, nhưng mà con thấy đây hoành tráng quá. Đây lần đầu tiên con vô đây mà. Cái này là đây nói cho dễ hiểu quá. Dạ. Sơ hậu long qua Thanh Dương Đại Hậu Nhiên Đăng Cổn Phật Chuẩn Giáo Thiên Tôn là Phật đạo có Nhiên Đăng, Tiên đạo có Thái Thượng, Thánh đạo có Văn Tiên. Dạ. Và nhất kỳ phổ độ là lập liên kỳ hội, nhì hậu long qua Hồng Dương Đại Hậu Di Đà Cổ Phật Chuẩn Giáo Thiên Tôn, Phật đạo có Di Đà, Tiên đạo có Lão Tử, Thánh đạo có Đức Khổng Phu Tử. Sao tông mũi A Di Đà qua thời gian dài thì Đức Thích Ca tôn đắc đạo Ấn Độ qua chánh hưng Phật đạo. Là khi Đức Thích Ca chánh hưng Phật đạo truyền được một thời gian sau, theo triết lý Cao Đài nói dân lệnh vua cha xuống Thái Bang tìm ra thánh giáo rất gian nan, thì là Đức Chúa Giêsu theo đạo Chúa tại nước do Thái còn thánh qua Thiên Căn này nay. Dạ. Sau Đức Thích Ca chánh hình Phật đạo 551 năm. Dạ. Là Đức Thích Ca mà chánh hình Phật đạo tìm được 33 đời tổ. Dạ. Mà nhất tổ Đạt Ma đó qua sau chúng tôi đắc đạo chánh hình Phật đạo là đời 28 của Đức Phật Thích Ca thì dạ. Tới đầu lục tổ Huệ Năng là đạo Phật không tìm ra bát nữa. Dạ. Từ chỗ đó lục tổ Huệ Năng với thần tú chia ra năm tông bắt phái, bên phái Thiền Tông là từ ngày đó không tìm ra bát ra nữa. Dạ. Đó, tới cái buổi này tam hậu đó là lập linh sơn hậu của A Di Đà đó. Dạ. Tam kỳ phổ độ là tam hậu long qua bạch dương đại hậu Di Lạc cổ Phật Chuẩn Giáo Thiên Tôn. Phật đạo có Di Lạc chánh hưng, còn tiên đạo có biết thấy Đức Lý Chánh Hoài Nghiêm Kim Giáo Tông Đại Đạo Tâm Thiền Phổ Độ. Dạ. Thánh Công Quan Thánh Đế Quân đại diện ở đó. Nhân cao đài này ra đất Thượng Đế và Phật Mẫu buổi này dán trần muốn quy con cái lợi nhìn đánh cha tung là Thượng Đế nó là một, Phật Thánh Tiên chân lý nó là một mẫu thầy tình, để ra cho các vị đầu chết xuống để tận độ của mỗi tầng lớp đó thôi. Nhưng buổi này hai đấng tạo hóa xuống quy con cái là quy tam giáo thiết ngũ chi, trong này nó có nhân đạo, thành đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo, thiên đạo, tất nhiên chỉ dưới quyền Thượng Đế. Dạ. Là buổi này. Dạ. Bởi có quy lại các đấng giáo chủ kia. Dạ. Khi Thích Ca đầu qua năm Thái Thượng đầu. Dạ. Và một giờ con đi lên trên đó. Dạ. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn. Anh có gì hỏi thì các chị trên nói thêm ha. Dạ dạ. Con cảm ơn. Ở đây kiến trúc rất là đẹp đấy các bạn. Đây chúng ta sẽ đi một vòng. Bác ở đây chưa, mình chưa bật đèn hả bác? À, chút nữa nè, 5 giờ. Dạ. Còn coi cũng 5 giờ rồi mà chưa thấy được đèn đang là lung linh đó. Và con và bật đèn lên một con ghi hình nó sẽ đẹp hơn. Dạ, chỉ hơi ngoài kìa. Dạ. Ôi, con mắt ở kia là của Phật đấy. Đó là gọi là thiên nhãn. Thiên nhãn. Thiên nhãn. Thiên nhãn. À, mắt của trời. Dạ, là Thượng Đế. Dạ. Cái quả đó là quả càn khôn. Quả càn khôn. Càn khôn vũ trụ đấy nhá. Dạ. Và trong dịch lý nó càn, trụ càn, khôn trụ càn. Dạ.
Lưỡng nghi sinh tứ tượng và tứ tượng sinh bát quái. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn. Còn đây là đây cái dàn bát bửu ạ. Đây là dàn bát bửu. Bát bửu là bát bửu là 8 cái loại binh khí. Binh khí của bát tiên. Dạ. Đây là cái cây ngoài cùng là cây gì? Cây này cây nói là tôi quên. Không có. Nhưng mà đại loại là bát bửu. À bát bửu. Bát bửu 8 cái loại binh khí, 8 món binh khí. Ta bát tiên. Của bát tiên. Dạ. Đây cũng là thiên nhãn à? À đúng rồi. Dạ. Đây cũng là thiên nhãn đó các bạn. Đó, mắt của trời. Đó, các bạn nhìn này. Đi xe đạp. Quá trời đẹp. À, trên này chỉ tham quan thôi ạ. Dạ dạ. Bây giờ ở đây mình lại không phải như những cái nơi khác. Dạ. Biểu tượng đây là cái tiên triều của thượng đế. Dạ. Thành thử lại mà tập trung đúng chỗ chứ không phải hết lệ. Dạ dạ dạ. Vâng, con cảm ơn ạ. Thôi bọn con đi vòng vòng qua đây ạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Ồ, thiên nhãn đẹp quá. Cái này mà bật điện lên thì sẽ lung linh. Đây, ta sẽ đi. Bọn con đi vòng qua được chứ? Dạ dạ. Cái cấp đỏ đó. Dạ dạ. Đây ở đây thì có phân biệt đây, chúng ta sẽ đi ở cấp đỏ thôi á. Không có đi lên cấp vàng này, cấp đỏ vòng ngoài thôi. Và đây là 12 cấp này, đây là 12 cấp 10 tượng trưng. Đây là thập nhị khai thiên. Thập nhị khai thiên cũng là thập nhị địa tiên. Dạ. Cũng thập nhị thời hành. Dạ. Chí Tôn đây là Chí Tôn nói cho biết trước. Dạ. Cũng số 12 là số riêng của thầy. Dạ. Cho biết là số 12 là số riêng của thầy. Dạ. Thập nhị khai thiên, thập nhị thời hành, thập nhị địa tiên. Dạ. Các giải đấy là Chí Tôn nằm trong ta. Dạ. Ở cái dẫn mang con người chúng ta vừa, con người là chúng ta nằm trong thập nhị chi. Thập nhị. Thập nhị can. Dạ. Đó là bao hàm dẫn chứng. Đã có những mà nằm ở trong một bàn tay của Phật mẫu của Thượng Đế đó. Dạ. Dạ. Rồi. Xung quanh đây là rồng. Cái đây cũng 12 cái cột à bác? Không, ở trên này có 8 cột. 8 cột. Đây là bát quái đó. Dạ. Đây là cái bát quái trên đó, cái bộ bát quái trên đó. Dạ. Trên đó nhưng mà chúng ta không không được đưa lên và chúng ta không nên giữ cái cung cài ở đó. Dạ dạ. Vậy là mấy cái mà mình vẽ mình thờ ở nhà mình nên cung cài bát quái. Ừ. Nhưng mà đây mình giống vậy. Ồ, đây là bật đèn rồi đó. Đây là bát quái cao đài. Ồ, các bạn nhìn. Bây giờ bật mở đèn lên rất là sáng, đẹp quá. Quá đẹp trời, ôi trời 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 trời. Đẹp quá. Đây là những rồng quấn quanh những cái thân cột. Dạ. Dạ. Tam kỳ là cái đại hội. Như là bạn kêu chúng ta này có nhiều cái chỗ ra thấy đó. Dạ. Cái mặt ra trên này 8 rồng là 8 rồng là châu. Dạ. 8 rồng châu. Dạ dạ, cảm ơn ạ.
xá ở đây. Thánh thất Tây Ninh, thánh tòa thánh. Wow. Dạ. Đây là lối lên. Bà cho con hỏi là ở đây thì cái ghế này thì không có ai ngồi. Dạ, dạ. Chỉ tượng trưng ạ. Dạ, tượng trưng. Dạ. Tượng trưng cho ai bà? Ngài cao cao của Quỳnh Giao Tâm. Còn ba ngày nữa ba chứng pháp, ba ngày ngay cái đó bà tượng trưng bà vị đầu sư. Dạ. Tượng trưng cho đầu sư chứng pháp Giao Tâm. Đầu sư chứng pháp Giao Tâm. Dạ, Giao Tâm một người anh cả đứng trong nền đạo này. Dạ, rồi con cảm ơn. Thế còn đây là gọi là bát. Đây là dòng bổ của bát tiên. Dòng bát bửu của bát tiên. Tiên tên đó. Dạ. Đây là hồ lô này. Rồi quạt ba tiêu này. Mấy thứ gì đó, đương không có rành lắm. Trên có bật điện nhìn rất là đẹp. Dạ. Kia, phía kia gọi là Thiên Lý Nhãn đó các bạn. Thiên Lý Nhãn. Rộng. Cột. Hai bên là các cái mắt. À, lối cầu thang có được lên không ạ? Dạ không. Dạ. Đây, lối cầu thang đi lên. Còn bên đây thì là cửa ra vô đây thì anh ơi, cái này gỗ dày quá, gỗ rất dày luôn, là có then. Đó, các bạn nhìn cái bộ cửa này là bằng gỗ, kiến trúc rất đẹp luôn. Trên là chạm khảm. Là phía bên ngoài này lối rô, hai bên là cặp sư tử. Cặp sư tử. Đây một cái kiến trúc này Tuấn Dương thấy rất là tuyệt vời và đây rất là sạch sẽ. Dạ. Dạ, không, con không ra, con lấy cái cảnh thôi ạ. Dạ không ạ. Cái đây được đi qua đây ạ? À, phải đi thẳng đây. Dạ dạ. Dạ. Ở đây thì cứ theo những cái sự hướng dẫn là chúng ta phải đi theo đúng. Đi đúng. Vâng. Nam tả nữ hữu. Dạ. Nam tả nữ hữu. Dạ. Đây như là phải đi lên đây nhá. À đây, ta sẽ coi. À. Quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Anh
anh Giáp cầm hộ em cái. Anh cầm hộ em. Dạ. Không cho chụp người ạ. Dạ dạ, vậy. Dạ dạ, rồi con cảm ơn. Lối bên đây. À, rồi con cảm ơn. Dạ dạ. Đây à, có các cái bức này được chưa hiểu lắm ạ. Nguyễn Bình Khiêm, Trịnh Quốc Cường, Victor Hugo. Nguyễn Bình Khiêm, Trạng Trình Việt Nam. Đây quý bà con nào biết cái này thì hãy giải thích giúp Tuấn Dương ạ. Đây là cái phía quảng trường bên ngoài này các bạn. Đây chuyện ký tượng Tam Thánh cụ Nguyễn Bình Khiêm, nhà tiên tri danh tiếng lớn ở đời Mạt Lê, thi đậu Trạng Nguyên, tước vị là Trình Quốc Công, tục gọi là Trạng Trình, giáng cơ tự xưng là Thanh Sơn Đạo Sĩ, tức là vị phó của Bạch Mã Vân Động. Cụ Victor Hugo, nhà thi gia chứ danh của Pháp Quốc, giáng cơ tự xưng là Nguyệt. Vũ Tôn Giật Tiên, đại cách mạng gia nước Trung Hoa. Ba vị thánh nhân trên đây là thiên sứ đắc lệnh làm hướng đạo cho nhân loại để thực hành Tam Thiên Đế Nhân Hóa Ước. Rồi, ta sẽ đi qua đây. Rồi, sẽ đi ra phía bên ngoài ạ. Nhìn rất là đẹp. Kìa các bạn nhìn, có các cái kiến trúc mái đấy. Đó. Đây rộng là 90 mấy hecta. Đẹp quá anh nhỉ. Anh vào đây nhiều lần chưa? Vào trong á? Vâng, xe. Quá đẹp nhỉ. 96 hecta. Rồi. Có khi rộng nhất Việt Nam anh nhỉ? Thì ở đây là rộng nhất Việt Nam rồi còn gì nữa? Vậy. Không, ở đây Tòa Thánh Vatican cũng rộng hơn đây. Tòa Thánh Vatican là ở đâu? Ở Ý á. Ở Ý? À. Mấy ngày mà lễ đông lắm, đông mà chật người luôn á. Ờ. Anh nhờ. Hello. Đây các cô chú khỉ này. À, chú trèo. Đi rất trèo rất nhanh nhá. Đây. Toàn bộ đây cái tòa thành. Thánh Tây Ninh, tòa thành Tây Ninh. Kiến trúc mà Tuấn Dương nghĩ rằng là rất đẹp. Đẹp hơn cả khu nhà thờ Đức Bà luôn. Và rồi bây giờ thì video clip của mình sẽ à đấy dạng như là cái rừng cái gì á. Dự cái súng làm dự. Cầm cái súng làm dự. Đây con kìa. À đây. Đây anh em của Tôn Ngộ Không này. Đi khai à. À.
Không, nó không thèm đi ấy chứ. Này, chú khỉ đấy, thằng lèo. Wow. Rồi, thôi chúng ta lên xe đi nhé. Vẫn còn à? Mở xíu đi cho nó. Đây các bạn nhìn tòa thánh thất, tòa thánh Tây Ninh ấy. Tòa thánh Tây Ninh. Còn mấy thánh thất là thánh thất kia, là mấy cái nãy mình gặp rồi. Nhỏ nhỏ. Nhỏ có là trung tâm rồi đó. Trung tâm. Tòa thánh mà. Đây họ xây dựng mà nó quá tuyệt vời nhỉ. Không biết kiến trúc này là Pháp xây dựng hay chắc thời Pháp rồi hay nhỉ. Ở đây yến quá trời luôn kìa. Chim yến đó. Đây. Cái đường Điện Biên Phủ ở đây chúng ta đi được các bạn. Rồi bây giờ anh em sẽ trên đường tiến về Sài Gòn nữa các bạn. Tiến về Sài Gòn. Tiến về Sài Gòn. Ta kiếm nhà mặt tiền. 93 hecta. Ốc số 10 là nhiều cọc lắm, tất cả mấy cọc. Nhưng mà rất là sạch sẽ ha. Vâng, sạch. Đi mình, đi cái vòng mình, đường ngay tâm thế dục không? Mình đi dưới chân mà mình thấy nó không lấm chân rồi. À, đi thằng lao lầu thì... lầu kỹ vậy. Lần sau hãy ăn chay đi. Vâng. Giờ mình để bụng mình về trắng bàn mình ăn bánh cuốn. Vâng. Trắng người xương. Còn đó hợp lý đó.